Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Hà Nội và các tỉnh thành ở miền Bắc đang trong khoảng thời gian giao mùa. Đây là thời điểm mà nhiều bệnh lý sẽ phát sinh và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội những ngày này thì số trẻ nhập viện do nhiễm phải virus hợp bào hô hấp có tên là RSV gây viêm phổi tăng đột biến. Các bác sĩ cho biết là loại virus này sẽ lây lan qua đường không khí và tiếp xúc với những vật mà bị nhiễm virus. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm cho trẻ là rất cao. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Em bé 11 tháng tuổi này xuất hiện tình trạng ho, sốt cao trong 5 ngày. Đáng nói, tình trạng của bé diễn biến rất nhanh, ngày càng nặng khiến gia đình không khỏi lo lắng. Khi đến viện, bé được xác định nhiễm virus RSV, viêm tiểu phế quản. Thực ra RSV thì mình chỉ biết đấy là cái bệnh về hô hấp thôi. Mình cũng chưa biết là nguy hiểm đến đâu ấy. Nhưng mà nghe đọc trên mạng thì báo là rất là gần như là nguy hiểm nhất trong các bệnh về hô hấp. Nên là rất là lo lắng. Ban đầu, em bé này chỉ xuất hiện tình trạng ho, sổ mũi. Gia đình chỉ nghĩ cháu bị cảm thông thường. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng, thở khò khè, hơi lõm lồng ngực nên gia đình đã đưa tới bệnh viện thăm khám. Sau khi làm các xét nghiệm, cháu được chẩn đoán nhiễm virus RSV, viêm phế quản. Khi mà bạn ấy có triệu chứng ho thì ở nhà thì em cũng chỉ sử dụng là dùng nước muối cho bé và sau đấy là cho bé uống Prospan thôi. Nhưng mà thấy bạn ấy không khỏi và thế là thấy bạn ấy có dấu hiệu là khó khè hơn thì bắt đầu là em cho đi khám luôn. Theo thống kê, tại Bệnh viện Tâm Anh, thành phố Hà Nội, trong 2 tháng gần đây, số trẻ mắc hô hấp hợp bào RSV có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ cho biết, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhi có thể khỏi hẳn trong 5 đến 7 ngày, không để lại di chứng. Tuy nhiên, ở một số cơ địa có bệnh nền, khi nhiễm virus hô hấp hợp bào thì sẽ diễn biến nặng và có thể để lại biến chứng khó lường, thậm chí là tử vong. Vì vậy, các cha mẹ không nên chủ quan, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị cho con. Mua thuốc cho con uống tại nhà và sau đó thì không đánh giá hoặc là tiên lượng được cái diễn biến của con, bệnh của con. Trong cái viêm nhiễm virus RSV còn có những cái biến chứng rất là nặng, ví dụ như là viêm cơ tim cấp. Nếu như trẻ không được chẩn đoán và xử trí kịp thời thì là sẽ làm dẫn đến những cái nguy cơ bệnh rất là nặng, có thể tử vong. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hơn 1.000 trẻ nhiễm virus hô hấp hợp bào được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Giữa tháng 3, khoảng 100 ca nhập viện một tuần. Đáng nói, số ca đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ có bệnh lý nền. Đặc biệt sẽ nặng ở lứa tuổi sơ sinh, hoặc là bệnh tim bẩm sinh, hoặc những em bé có suy giảm miễn dịch. Thế thì đối với các cái trường hợp trẻ nhỏ, đặc biệt là với trẻ sơ sinh, thì gia đình nên đi khám sớm để biết được tình trạng con. Các bác sĩ cho biết, virus hợp bào hô hấp thường lây qua tiếp xúc. Các cha mẹ cần thay đổi thói quen, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, thơm trẻ, đặc biệt là khi vừa ở bên ngoài về, bởi người lớn có thể mang virus và lây bệnh cho các con. Trường hợp người lớn có nhiễm virus RSV, sau đó lại tiếp tục có thể là sử dụng tay hoặc là tiếp xúc trực tiếp với trẻ em hoặc là thơm và má trẻ em. Thế thì với những cái hành động đó thì sẽ vô tình làm cho những cái giọt bắn của dịch tiết từ miệng hoặc là từ mũi họng của người nhiễm virus đã lây sang cho trẻ em. Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng virus hợp bào RSV, trẻ cần được đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng, giàu vitamin. Nếu có một trong các dấu hiệu nặng như bỏ bú, ăn kém, thở nhanh rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt cao, co giật, trẻ cần được đưa đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.